Xét nghiệm ADN huyết thống khi đang mang thai có được dùng làm căn cứ để xác nhận cha con hay không? Thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu các thông tin chi tiết. Thì như quý vị các bạn đã biết thì đối với các cái xét nghiệm ADN huyết thống sau khi em bé đã sinh ra thì sẽ được dùng vào trong một số các thủ tục liên quan đến tư pháp hộ tịch. Ví dụ chúng ta có thể thấy rằng là trong trường hợp mà muốn khai sinh cho em bé theo họ của bố đẻ mà khi bố mẹ không đăng ký kết hôn, thì theo các cái quy định của luật hộ tịch cũng như là luật hôn nhân và gia đình hiện nay thì gia đình sẽ phải cung cấp các cái bằng chứng để chứng minh cái mối quan hệ cha con, thì khi đó mới có thể là khai sinh theo họ bố đẻ được. Và trong các cái bằng chứng đó thì xét nghiệm ADN huyết thống là một trong những lựa chọn mà được khuyến nghị ưu tiên để các gia đình đưa vào trong cái hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ theo họ của bố đẻ trong trường hợp mà vợ chồng không đăng ký kết hôn, hoặc là trong các cái trường hợp bản án mà xác nhận cha mẹ con được thực hiện thì cái bản kết quả xét nghiệm ADN huyết thống sau khi em bé đã sinh ra thì đều được sử dụng như là một cái bằng chứng để xác nhận mối quan hệ huyết thống cha con. Thế tuy nhiên thì khi mà em bé vẫn còn đang trong bụng mẹ thì chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể là có được cái bằng chứng để xác nhận mối quan hệ cha con, thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Như quý vị và các bạn đang nhìn trên màn hình thì nó đang mô phỏng những cái đoạn chuỗi xoắn chính là cái trình tự ADN tự do. Thì như chúng ta biết là sau khi cái giai đoạn mà hình thành phôi trứng kết hợp với tinh trùng để tạo thành hợp tử, thì giai đoạn từ tuần thứ đầu tiên cho đến những tuần thứ 8 thứ 10 là giai đoạn mà toàn bộ các cái cơ quan trong cơ thể em bé đã sẽ được hình thành và hoàn thiện dần dần. Và bắt đầu từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 5 thì các cái tế bào mà theo các cái chu trình sinh học của cơ thể em bé sẽ được, khi mà đã được thoái hóa đi, già đi thì sẽ được đưa vào trong giai đoạn là đào thải. Và khi mà các tế bào được đào thải thì nó sẽ giải phóng các cái thành phần bên trong của tế bào, trong đó có các cái trình tự ADN tự do. Và do em bé và mẹ bầu có cái sự lưu thông qua cái bánh nhau, do vậy mà bắt đầu từ giai đoạn tuần thứ 4 thứ 5 thì một phần cái ADN, các cái đoạn trình tự ADN tự do của em bé sẽ di chuyển qua bánh nhau để lưu thông vào trong cái mẫu máu của mẹ. Thì như vậy, bắt đầu từ cái giai đoạn này thì trong cái mẫu máu của mẹ bầu thì ngoài cái các cái thành phần về tế bào máu cũng như là các trình tự ADN tự do của mẹ bầu thì sẽ có lẫn cả các một lượng cái trình tự ADN tự do của em bé lẫn trong đó. Thì như trên hình chúng ta thấy là cái mô phỏng cái trình tự ADN của em bé là màu trắng, thế còn trình tự ADN tự do của mẹ bầu sẽ là màu tím. Thì sở dĩ chúng ta có cái sự xuất hiện của các trình tự ADN tự do này thì nó là cái, nó gọi trong sinh học thì nó gọi là các cái thuật ngữ nó gọi là chết theo chu trình. Có nghĩa là gì? Các cái tế bào trong cơ thể chúng ta sẽ có quá trình là từ khi sinh ra, xong có quá trình tăng trưởng và sẽ có quá trình già đi. Nó sẽ giống như một cái trái cây vậy, nó sẽ hình thành quả non, sau đó là quả xanh, quả chín, thế rồi là nó sẽ bị héo đi. Thì các tế bào trong cơ thể của chúng ta cũng sẽ như vậy. Và nó sẽ lý giải tại sao là trong cái mẫu máu của mẹ bầu thì vừa có cái lẫn ADN tự do của thai nhi mà vừa có lẫn cái ADN tự do của mẹ bầu. Bởi vì là bản thân các cái tế bào trong cơ thể người mẹ nó cũng sẽ được đi vào trong một cái quá trình nó gọi là chết theo chu trình. Thì những cái tế bào già đi thì nó gần như là sẽ được đi vào trong các cái bộ phận mà phân giải tế bào, và do vậy mà trong máu của người mẹ nó sẽ có lẫn cái lượng ADN tự do. Và chúng ta thấy là cái lượng, nếu tính trên một cái đơn vị thể tích máu thì cái lượng ADN tự do của mẹ bầu nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với cái lượng ADN tự do của em bé lẫn vào trong đó. Và nếu như một cách tính theo một cách tỷ lệ hình tượng thì chúng ta thấy là với 100, giả sử 100% là cái tỷ lệ ADN tự do trong mẫu máu của mẹ bầu thì cái lượng ADN tự do của em bé nó chỉ chiếm đâu đó khoảng từ 10 đến 20%. Thế còn lại là một cái lượng rất lớn là 80% còn lại là cái ADN tự do của mẹ bầu. Thì do vậy mà khi mà các nhà khoa học đã phát hiện ra cái hiện tượng này thì mới nghĩ đến cái công nghệ là như vậy thì khi chúng ta làm sao đó chúng ta tách được cái ADN tự do, các cái đoạn trình tự ADN tự do của em bé thì chúng ta sẽ có cơ hội phân tích các trình tự ADN đặc trưng tự của cái em bé vẫn còn đang trong bụng mẹ, và sau đó là chúng ta sẽ so sánh với các đoạn trình tự ADN tự do của người cha giả định. Thì khi đó chúng ta có thể kết luận được về cái mối quan hệ thống cha con giữa em bé đang trong bụng mẹ và người cha giả định. Đó, thì đó là cái nguyên lý cơ bản của cái
xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai mà chúng ta có thể hình dung. Và một trong những cái điểm nữa là đối với, như chúng ta biết là khi mà em bé đã sinh xong thì chúng ta có thể lấy trực tiếp các cái mẫu sinh phẩm từ em bé, thậm chí là em bé vài ngày tuổi thì hiện nay chúng ta có thể lấy mẫu nước bọt hoặc là các móng tay móng chân của em bé để chúng ta làm xét nghiệm ADN huyết thống với người cha giả định, và bằng cái công nghệ là xác minh so sánh các cái lô cốt gen. Và chúng ta nhớ rằng là trong các phần video liên quan đến cái công nghệ xét nghiệm ADN huyết thống cha con thì chúng ta hiện nay đang dùng là 24 cái lô cốt gen để chúng ta so sánh giữa đứa trẻ và người cha giả định. Thế còn đối với cái công nghệ phân tích ADN khi mà em bé vẫn còn đang trong bụng mẹ thì chúng ta lại sử dụng một công nghệ mới hiện đại hơn, đó chính là chúng ta không phân tích các cái điểm gen, không phân tích 24 lô cốt gen nữa, mà chúng ta phân tích các cái trình tự ADN đặc trưng của em bé để chúng ta so khớp với các cái trình tự đặc trưng của người cha giả định. Thì cái số lượng của các cái đoạn trình tự ADN mà chúng ta đem so sánh trong cái giai đoạn mà em bé vẫn đang trong bụng mẹ thì nó sẽ không phải là 24 đoạn gen, mà nó có thể là vài chục, thậm chí vài trăm, thậm chí nó lên đến hàng nghìn cái đoạn trình tự ADN với cái độ dài ngẫu nhiên khác nhau để chúng ta so sánh. Thì do vậy mà đó chính là cái điểm khác biệt giữa cái công nghệ xét nghiệm ADN khi đang mang thai với cái công nghệ xét nghiệm ADN mà sau khi em bé được sinh ra. Đó. Và như trên hình thì quý vị các bạn đang nhìn thấy một cái bảng kết quả mẫu. Tất nhiên là cái thông tin ở trong này thì nó không phải là thông tin thực tế của những ca xét nghiệm ADN khi đang mang thai, mà đều đã được các cái chuyên viên của Lomagen biến đổi đi để chúng ta minh họa cho chúng ta một thấy rằng một cái bảng kết quả xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai nó sẽ như thế nào. Đấy, thì chúng ta thấy là cái điểm khác biệt ở đây nó chính là các cái phần là đối với cái xét nghiệm ADN khi đang mang thai thì chúng ta sẽ so sánh các cái trình tự gen, trình tự ADN giữa em bé và người cha giả định. Đó. Thì chính vì cái việc mà đối với cái công nghệ xét nghiệm ADN khi đang mang thai, chúng ta sẽ không sử dụng trực tiếp các cái mẫu tế bào, các cái mẫu sinh phẩm lấy từ em bé. Thế do vậy mà chúng ta lại chỉ có thể là đánh giá được cái trình tự ADN của em bé thông qua cái trung gian ở đây là cái mẫu máu của mẹ bầu. Thế do vậy mà hiện nay về mặt bản chất là mặc dù cái công nghệ xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai nó đã có một quá trình phát triển rất là dài, và cái độ chính xác của các cái xét nghiệm ADN khi đang mang thai nó cũng đạt mức độ rất là cao, đều đạt trên 99.99%. Thế tuy nhiên thì hiện nay cái bản kết quả của xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai chưa được coi như là một cái bằng chứng mà để sử dụng cho các cái quy trình pháp lý, mà trong đó cần phải có các cái bằng chứng chứng minh cái mối quan hệ cha con. Và do vậy thì cái kết quả của xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai mới chỉ dừng lại cái việc là chúng ta làm cái kết quả để biết cái mối quan hệ huyết thống giữa đứa trẻ đang trong bụng mẹ với người cha giả định ở trong nội bộ gia đình, để chúng ta có thể làm các cái thủ tục, như là trong rất nhiều tình huống thì để có thể quyết định xem là hai bạn trẻ đang yêu nhau mà lại có con với nhau thì hai gia đình sẽ phải làm cái xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai ở giai đoạn rất sớm, từ 6 tuần 5 ngày hoặc là tuần thứ 7 là chúng ta đã có thể làm được rồi, và làm bằng cái công nghệ không xâm lấn bằng mẫu máu. Thì do vậy mà gia đình sẽ sớm biết được cái mối quan hệ huyết thống thực sự của người cha giả định với cái em bé, thì khi đó các gia đình sẽ làm cái căn cứ để chúng ta có thể là cho phép các bạn trẻ là chúng ta tiến tới hôn nhân. Thế còn để cho cái trường hợp mà xác định cái cha con theo cái quy trình pháp lý cũng như là để làm khai sinh cho em bé theo họ của bố đẻ của người cha thực sự, thì chúng ta sẽ phải đợi sau khi em bé sinh ra, thì khi đó chúng ta sẽ lựa chọn cái gói xét nghiệm ADN cha con pháp lý mà tôi đã chia sẻ ở trên các cái video của kênh Dr. Hoàng Novagen, thì quý vị các bạn có thể tham khảo. Đó. Thì như vậy thông qua cái video này thì chúng ta có thể xác nhận với nhau một cái thông tin rằng là đối với cái bản kết quả xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai thì chúng ta mới chỉ được dùng để làm căn cứ xác minh một quan hệ huyết thống trong nội bộ gia đình, và chúng ta chưa sử dụng được trong các cái thủ tục pháp lý mà liên quan đến các cái luật hộ tịch cũng như là các cái thủ tục khai sinh cho con. Đấy. Thế còn nếu như có thể là trong một cái tương lai gần, khi mà các cái hành lang pháp lý nó được quy định một cách rõ ràng, thì có thể lúc đó chúng ta có cơ hội sử dụng luôn cái bản kết quả xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai làm cái căn cứ pháp lý mà được sử dụng một cách đồng bộ thống nhất
trong các cái quy trình pháp lý thì chúng ta cũng sẽ cần có một thời gian chờ đợi để những cái chủ trương chính sách này được công nhận trong thực tiễn. Như vậy là trong video này tôi đã chia sẻ đầy đủ những thông tin liên quan đến cái xét nghiệm ADN cho con khi mang thai. Và nếu như quý vị các bạn có những câu hỏi thì chúng ta có thể là liên hệ với cái tổng đài của Novagen theo số là 083-424-3399. Tôi xin nhắc lại là 083-424-3399 thì các chuyên viên của Novagen sẽ hỗ trợ giải đáp các cái thắc mắc của quý vị và các bạn. Ngoài ra chúng ta có thể là quét cái mã QR code như trên màn hình để chúng ta đăng ký kênh của Dr. Hoàng Novagen. Trên đó tôi thường xuyên chia sẻ những cái video liên quan đến các cái chủ đề về xét nghiệm ADN huyết thống, công nghệ gen, các cái xét nghiệm di truyền cũng như là các cái thông tin khác về sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video tiếp theo.